mẫu mẫu bẩn của bác ấy nhá. Hiện tại là bác gửi cho em là 4 lớp này. 4 lớp cái chiều dày của nó rơi vào khoảng tầm 2 cm. Thì có hai cái lớp dưới là 5 ly, còn lớp trên này là rơi vào tầm độ 3 đến 4 ly gì đấy. Thì rơi vào tổng là rơi vào khoảng 2 cm. Thế nhá, cái dòng máy này nó sẽ xoay đầu như này. Và bác sẽ can ở đây này. Bác can vào xong bác là dập thôi. Thì đây là với cái dòng thủ công nhá. Chứ còn ví dụ như là với cái dòng có động cơ ấy thì nó sẽ nhàng hơn. Nó dập một phát là được cả luôn. Đó. Với một ngày mà bác dập vài trăm chi tiết ấy thì nó dập cái con này cũng là ok. Chứ ví dụ như mà bác dập nhiều hơn thì em không nói, nhưng mà vài trăm chi tiết con này là được. Đây hiện tại như này. Với cái lớp trên này này. Lớp trên nhá là cắt rất đẹp nhá. Nhưng mà dao này là dao Đài Loan này. Đấy, còn lớp dưới là nó đang bị nén này. Nó nén là nó sẽ xấu này. Bác nhìn chưa? Lớp trên rất đẹp này. Đó, để em thử một lần nữa này. Em thử lần nữa em lấy cái dao Nhật xem nào nhá. Cái này thì cái chiều cao dao nó thấp. Em không biết là cắt đứt được hết không. Thì em cứ để hai lớp 5 ly nhá. Đây rồi. Nếu mà để lớp nó thấp ấy thì cái cạnh của nó sẽ đẹp. Đây bác nhìn rõ chưa? Đấy. Cạnh của nó đây. Dập một lần nữa với lại hai lớp này là với lại cái dao tròn này. Còn về lực dập của máy thì rất đơn giản. Máy dập thì không vấn đề gì cả, cực kỳ đơn giản. Đây, dao tròn đây. Dao tròn này có vẻ là dập ổn hơn này. Đấy, cạnh này. Các bác thấy chưa? Theo em nghĩ là bác nên sử dụng cái máy bế lan và dập một lần một lớp thì nó sẽ ok hơn, bởi vì cái này của bác là khi mà dập xuống ấy, là nó có sự đàn hồi của cái trên cái dưới. Nếu bác dập một lớp thì rất là đẹp. Nhưng mà nếu bác dập nhiều lớp nó sẽ nén vào nhau ấy. Nó lén vào nhau nó sẽ gây là bị xấu ở cái lớp mặt dưới. Đây, một lớp thì em thấy là cực kỳ đẹp luôn này. Này. Một lớp thì rất là đẹp nhá. Ok. Thì cái này bác cân nhắc nhá, sau em sẽ gửi cho bác clip về máy 15 để bác tham khảo. Ok bác.